Tưởng mình thích đi hả? Hả? Tưởng đi luôn rồi, đi thẳng luôn, đi làm rượu mận cho người ta ha. Màu không? Màu không? Chào anh à. Tình sang tháng này bận rồi đấy. Đi ra cả đêm hôm qua hôm kia là tí mất cả mà rồi trồn này. Mang ông trồn này đi săn là muốn đi không trở quay trở lại luôn. Thảo săn đây nó chui hầm cạch mất hút luôn, ngồi chờ cả chiều không thấy đâu nữa. Gọi không thấy gì im thét. Mãi tận đến chiều hôm qua rồi. Người ta gọi điện sang bảo là thấy trồn nó mò ra vào nhà người ta, bắt đầu với sang gọi lại rồi. Tưởng mất trồn rồi đấy, tưởng hết cái nghịch rồi. À đây cho các bác xem nha. Có một điều mới. Đây. Chim bắt đầu nở đấy các bác nha. Chim cắt nở nha. Đấy, mới nở, vừa mới nở, vừa xong ấy. Nó mổ trứng được 2 hôm rồi. À, bây giờ bắt đầu bây giờ vừa ra khỏi quả trứng này. To đùng con chim cắt, to đùng này này. Để tôi chuẩn bị thức ăn thức giấc nha. Thức ăn cho mình sắp xếp lại cho nó đàng hoàng ạ. Chứ không để như vậy được. Chuột này, chim cắt. Ai à, chặt bạn. Ôi giời. Thịt đây là ức gà nhỉ. Ức gà này. Ức gà, lợi chuột, phải băm ra. Định chia tay nhau quá nhỉ. Đây đây nào. Đây đây. Ô tổ cho mày. Thánh trồn, thánh trồn. Trồn. Trồn đâu? Trồn. Trồn. Trôn. Trôn đâu? Trôn. Ê. Đây. Tưởng mày bỏ đi rồi. Ít chưa đọc sẵn nước phải chưa? Trôn. Anh đi à? Hả? Đi săn là mất tích luôn. Tưởng là xong phim rồi ra đi rồi đấy. May là hàng xóm người ta ở bên kia người ta tốt đấy. Không người ta vào nhà người ta đập ngay đấy. Như mình thế thôi. Thấy con gì ở nhà là cái đầu tiên là phạt chưa đã. Trôn, đây. Đây. Ừ.
Trôn. Con kia mày điên à? Tưởng ra đi rồi hả? Ê. Nặng lắm nhỉ. Rồi cho anh em này rau làm cái ổ nó chim nào. Ăn đi. Trôn. Rồi vào chuồng đi. Lừa. Để này nó nông đi bớt một chút. Cao quá. Nông nghề để cho chim mới nào bác vẫn nó vẫn cần phải ủ ấm bằng nhiệt độ cơ thể lúc đang bằng cái nhiệt độ ấp ấy, một thời gian đấy bắt đầu nó khỏe bắt đầu mới giảm bớt nhiệt đi được, nhưng mà chim nó yếu ngay. Để vào đây để cho nó đỡ bị siêu siêu vẻ vẻ. Trồn nó đang gọi mình nhỉ. É ó ó é é. Đây. Để cho nó đấy. Để cho nó đỡ bị lộn đùng phèo. Nó đỡ bò linh tinh hết ở trong máy. Bami. To không ơi. Mọc không? Mọc không? Mọc không? Ba quả trứng to thế cơ mà. Đấy, vào đây. Để ở trong lò tiếp cho đến khi nó khô. Nó khô hết lông thì bắt đầu nó cứng chim bắt đầu cái cho ăn nhau nha. Tại vì bây giờ nó vẫn còn cái lòng đỏ của nó ấy. Ở bụng nó tích trữ những cái chất dinh dưỡng ấy ở cái dưới bụng nó đây này, cái lòng đỏ ấy nó chưa ấy hết đâu. Một con chim nó nở tự nhiên đây này. Là chim nó khỏe này các bác này.
còn có máu này là nó bị đứt là chim yếu. Này nó mổ mỏ to chưa? Đây. Con này cũng mổ vỏ nha các bác nhá. Đây này. Mổ vỏ đây, đặt ở dưới đây. Để cố định này. Đấy. Đây nha các bác nhá. Còn cái chim ấy, ấp chim này, nhất là cái lúc mà gần nở ấy, những cái bác nào mà cũng ấp chim ấy thì chia sẻ chút kinh nghiệm cá nhân của tôi nhá. Các bác để cái độ ẩm này nó phải cao lên tầm ít nhất là 65% hoặc là trên 70%, thì độ ẩm này nó giúp cái vỏ trứng này nó mềm hơn này, con chim sẽ dễ đẩy ra hơn. Chứ còn nó mà khô quá là con chim của mình nó đẩy cái vỏ trứng này là khó lắm, nó không ấy được, không đẩy ấy được. Để như này nó nằm ở trong, để nó nằm ở trong cái nhiệt độ ban đầu mình đang ấp này độ khoảng vài hôm đi, rồi mình bắt đầu với cho ra ngoài chế độ riêng được, chứ tạm thời về nó vẫn cần cái độ ấm. Dần dần nó bắt đầu mới giảm nhiệt độ được. Mới có mấy hôm trước, cách đây 2 hôm, nó mổ vỏ trứng ra giống kiểu cái quả này bắt đầu mổ vỏ. Sướng, đang định khoe mang chồn đi săn thì thôi mất bố ở chồn, may tìm lại được. ông chồn này tưởng nó đi mãi mãi rồi. Tưởng đi rồi không về rồi. Đi mất hết cái nghịch luôn, lại thuần lại con khác mệt lắm, mãi con chồn nuôi cưng cưng như này mà đồ kỷ niệm đấy các bạn. Con này thì là cũng mang đi săn rồi, nhưng mà thời gian trước mang đi là nhảy đến nóc nhà đó, xong bắt đầu là từ đấy là mình cũng chả cầm mang đi cầm lại rồi rát ích rát rồi. Nhưng mà nói chung là vẫn hơn tất cả các con khác rất nhiều. Mấy các bác mà để ý mà thích nuôi chồn thuần chồn nhá, đây kinh nghiệm bản thân cá nhân của tôi, đây kinh nghiệm cá nhân đây. Đầu tiên là phải vào cái ép nó vào cái lồng này cho đến khi nào mà nó bắt đầu thuần, nó không khẹt mình nha, bớt khẹt mình đi, với lại nó không phá lồng nữa. Đây này, nó phá lồng này thì lúc đấy nó biết là những cái này là nó không phá được, mình mới cho được vào những cái lồng to được, không là mình thả lồng to là chỉ có hỏng luôn rồi, hỏng lồng luôn, nó phá lồng đi luôn. Đây, như con này nuôi thuần rồi mà các bạn nhìn này, chán nó gặm lồng linh tinh hết này, gặm ghẹ linh tinh hết này, không ra được là nó cắn nó phá đủ trò rồi. Tưởng mình thích đi hả, tưởng đi luôn rồi, đi thẳng luôn, đi làm rượu mận cho người ta ha. Ô buồn lại. Ôi tưởng mất rồi đấy, đi mất hút con mẹ lươn luôn, chui một cái lỗ gạch, cái đống gạch ngầm bên dưới, thế là chắc là ông lùa chuột đâu, ông nằm dưới đấy ông không ra nữa, kiểu lạ nữa không. Ôi tổ. Đây đó. Alo. Alo. Làm gì có tìm tổ lão nhà suốt đêm qua tưởng mất trồn này, chim anh vừa nở. Hả? Trông mái thì to mới biết được chứ, mà hầu hết anh nghĩ của anh này 3 mái hết, trứng to lắm, chim to đùng.
Hả? Cái gì cơ? Cái gì? Chả nghe rõ gì cả, cái gì cơ? To bằng trứng như nào? Alo? Ồ? Anh không nghe rõ sóng kiểu gì, nói hẳn, nói từ từ mà, cái gì cơ? Cái gì to bằng trứng cái gì cơ? Trứng ở đâu? Trứng như nào mà trứng của anh là như nào, anh chả rõ gì, không nghe rõ. À, nó nở, nó to hơn quả trứng ấy. Do tướng. Hết đợt mưa đi. Bây giờ mưa này, chim bắt đầu đang, những cái tổ ấy đang bắt đầu đang nở này. Mấy ngày mưa ngâu rồi đang nở ấy. Anh biết đâu, có thấy anh có để ý đâu, lâu lắm không để ý, bán buôn, buôn bán này có để ý đâu mà. Chủ yếu ông Thằng phải chơi, giờ bán nếu làm gì còn giá nữa đâu mà bán. Hả? À, ừ, tất nhiên rồi, mình làm sao mình nuôi được hết được. Không nuôi được hết được, mình nuôi giữ lại 1-2 con để chơi được cùng là ác lắm, 2 con là nhiều rồi. Cho bằng có nhiều, nhưng có ai bảo phải chỗ nào có mới đi, không đi không thì cũng giải quyết vấn đề gì. Nàng biết được nó chỗ nào. Nói thế nó không dễ thế đâu, bây giờ người ta biết nhiều làm gì còn thấy nhiều như thế nữa. Biết thì biết, nhưng có phải là lúc nào nó cũng cứ gì nó ở đấy đâu. Như kiểu mình lấy trứng rồi hay gì đấy, có ai bắn chết con nó rồi nó làm gì nó ở đấy nữa. Tùy thôi, có lúc bị bắn hoặc có đôi nào nó mới nó không làm đâu. Tùy, bảo tùy từng con thôi, nó ở đấy quen rồi, lâu rồi thì nó vẫn làm, chứ còn về thường xuyên đấy nó quen rồi nó vẫn làm, còn là bình thường không thì nó không ở đâu. Ít khi làm lại một chỗ, nếu nhiều địa hình nó nhiều chỗ làm tổ thì nó không làm đâu, nó đi chỗ khác này. Của anh hôm nay vừa nở con đầu tiên này. Hả? Cái gì cơ? Không, nó làm chỗ khác. Ờ, à, đấy là vấn dây, đấy là cái chỗ đấy là nó có nhiều hàm thì nó làm dưới vấn chỗ năm ngoái vấn núi đấy, nhưng mà nó lại làm chỗ khác. Còn nhiều chỗ mà có nhiều dãy núi đẹp thì nó cũng không làm một chỗ đâu. Ừ, nó sợ thì không sợ thì sao, nhưng mình thế thôi, mẹ thằng đến suốt ngày gầm gà gà thì ở phá mình chịu nhéo được. Không, tùy, bảo là có người bắn chết con thì nó mất tích ngay, hoặc là mình trèo lấy trứng nó là nó đi ấy. Nếu con thì chứ anh đi lấy kia thì có mỗi bao nhiêu nhỉ, có mỗi tổ này thế ở lâu nhất, còn bình thường kia thì bỏ đi, có tổ cuối cùng kia lấy trứng động vào trứng phát là mất tích đến bây giờ chứ đâu nữa. Nhưng mà trứng kia mà mình trèo lên đến tổ và sát phạm vi trứng của nó kia mà không lấy thì cũng nó cũng bỏ trứng rồi mà. Chả khôn à, không khôn mà nó làm trên những cái núi mà ông không động vào được à. Tùy, nó bảo cũng tùy, khác đéo, nhà có con nó dễ tính, con khó tính. Hả? Dự báo đấy, ngày đó chả đi được, mưa thì ẩm bớt bớt mưa thì đi được, cái sao cần cứ thì anh cần quái thì cứ đi cẩn thận là được.
Đây, đặt luôn á. Ôi, mày núi chỗ mày cao á. Mày nhầm không? Mày xuống hưu lũng, mày treo núi ở dưới hưu lũng chưa mà bảo không cao. À, sương mù không có nhưng mà lên đến đỉnh có đấy. Mày xuống mày trèo được những cái núi mẹ như ở dưới hưu lũng với đồng mỏ kia với hốt em ạ. Sắp thấp rồi, mắt mày nhìn thôi em ạ. Anh hỏi mày hỏi cái thằng đi quanh kia kìa, xem có quả nào dưới 100 mét không. Đấy là mày đứng do mày đứng thôi, còn vậy tùy, nếu mà tổ ở trên anh biết rồi thì nghĩa là núi cao để thấy sương mù ấy gì. Ừ, sương mù kia thì sương mù, nhưng mà ở thì mình lên thì cũng lấy chứ sao mà. À ừ, thế phải là vào đến chân. Nó trong trời nắng mới đi, có vắt không? Chú có vắt không? Chị có vắt thì trời nắng mới đi, không đéo đi ấy đâu, sợ lắm chị. Anh đéo biết được, nhưng mà cứ nhìn thấy có vắt thì trời nắng ngang đi không đi kinh lắm, vắt bám nó chùi nó cắn máu me bé bé hết kinh á. Đéo kinh, con đấy còn kinh hơn con đỉa thì sẽ rứt ra được, con đấy rứt đéo ra đâu. Không, nhưng mà con đỉa bình thường mình chỉ nhấm nước bọt mình phát nó lại nhả ngay, con vắt cái cấu rứt dai nhắc thì ờ để xem nó ở cái nào ho phút ở mới mới đây bài mới đây hay lâu chưa. À muốn mua mẹ dầu cao với cái gì à, dầu gió bôi khả năng nó sợ nhỉ, thuốc muối. Không biết nhờ, chưa xem tại vì phát này đi cái chỗ nào phát anh có đi mấy đâu mà. Đéo được giá này đi làm cái quái nguy hiểm nữa, nó đi làm gì nhiều. Thế là ít còn biết tổ, anh bình thường mưa gió là biết tổ mà anh lên lịch trình anh vẫn đi, anh sợ quái thì không đi. Chỗ nào như nhau nó chả mưa vậy, còn núi anh trèo chả có thấp đâu thì phải nhầm ấy. À đến tổ ấy còn đang bảo là núi anh trèo những tổ mưa ướt nó cũng như nhau hết, nguy hiểm như trơn, như đi phải có cạ, đi phải biết đi đường núi, không như cái người mới các kiểu đã dám rủ đi đâu. Thế mày cũng tọt giống anh thì sao không biết kiểu phải không? Còn những người ở phố chẳng hạn người ta không đi bao giờ, chỉ mang đi ngã chết à? Không phải mang tiếng nào. Trèo nhưng mày cũng đi cùng anh ấy, có phải mày đứng ở dưới mày chỉ trỏ đâu đúng không? Giỏi là cái đéo, cái đấy nguy hiểm của mạnh à. Liều gì, an toàn, kỹ thuật, nhưng không phải liều đâu. À, nếu mà chả sợ, dần khắc quen, anh cũng sợ, nhưng mà dần khắc quen thì... Cái gì? Anh trèo đấy, anh có đủ bảo hiểm, có đủ an toàn thì anh lo gì? Hả? Đây không thì tổ vừa rồi chỉ treo đây không này, nhưng mà anh vẫn lắp đàng hoàng con đồ bảo hộ, anh vẫn lắp vào chứ bình thường có cái còn khiếp khủng hơn.
Mày đã bao giờ mày bị xuống núi mà tụt xuống núi mà ba chục mét thắt đứng xong rồi đến đất chưa? Tao bị ở đấy, tao đi bo xuống rồi đấy. Hả? Nhưng mà theo cái bản năng của mình vẫn cứ phải xuống như cái lán đáo, thế mày lên không lên được xuống chả phải xuống à? Quán cuộn dây 120 mét xuống hết rồi nhưng mà còn 30 mét thẳng đứng nữa bên đến đất, mày làm nào? 120 mét trèo ngược lên mày trèo đi, phải không? Có nhưng mà bê lên mệt. Hả? Cơm béo muộn đấy, anh đang ấy tổ chim người lại nhá, đang sắp xếp chim cò lại nhá. Gọi điện rủ bắt cắt đấy các bạn. Đấy, đợi khi nào nở hết rồi bắt đầu khỏe khỏe quay clip cho chim ăn cho các bác xem nha. Chào các bác nha.